Đây chị bán một phần là 50 ngàn nha cả nhà. Đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nhỉ? 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi mình bán tới chiều. Rồi tới hết ạ. Đấy em giờ mày ăn được mấy cuốn vậy? Cô đi tìm ở đây thấy khó không cô? Có, tại nãy đi rồi. Đi ngược chiều. Gỏi ăn nước mắm quá. Bữa nay mình có bán cả thêm cái chè hú kia à chị? Mắm á. Dạ, hú mắm bao nhiêu tiền hú á? Một nửa ký, gần nửa ký, 150 ngàn. 150 ngàn ạ. Thank you.
Khách đông là chị làm luôn tay cho cả nhà, không ngừng. À, như hộp đó bao nhiêu tiền mà thấy con tôm to quá trời. 100 á chị. Đây là mắm ớt, còn bên kia là mắm nêm đó chị. Bên kia mắm nêm. Ai thích ăn mắm gì thì mình dạ, cho. Chị là ăn gỏi nè, em pha nước mắm với mắm nêm luôn, nó mới ngon. Vậy hả? Lấy lon nước của anh về cho. Để coi nãy ông đi gieo hết nhiêu anh? 500, 700. Chỗ 201, chỗ 100. Rồi cái anh nhớ. Đơn tô 40 cô. Dạ dạ. Đơn tô hỏi. Dạ. 1 gỏi hả không? 24 đi, 24 1 gỏi đi. 24 1 gỏi có ăn được hộp này không? Hay là nhỏ thôi. Đúng nè. Tôi không lấy tôm nhiều. Không lấy tôm nhiều rồi, để con đi. Chút đi nữa. Chị khó tính vậy à? Khó tính. Kiểu như ổng không có chịu lên mặt ăn lên đâu. Không thích lên truyền hình. Ổng nhậu rồi lên mặt ăn đâu, ổng không chịu đâu. Dạ. Con nhậu mà có con cái chứ con nít đầu nhà ta là ổng bỏ đi về. Cái này nhiêu hộp luôn. Dạ. Cái này nhiêu hộp. Cái đó 100. Có tôm càng. Nhưng mà nó ngon luôn. Ăn tôm nhiều. Chắc anh nhà chị ngại á. Các chị thái lên tivi rồi chứ không chịu đâu. Dạ. Thôi nhỏ giờ, không nhỏ giờ. Không chị ứng. Đám cưới mà năng nỉ không chụp hình cũng chết luôn. Nó không chụp thái chị nữa. Cho nhỉ, giao thôn nghe cơ. Chừng nữa mà có chụp không á, có đám ma không, cũng không có cái hình. Không chửi. Đi chơi cái gì ai chụp chụp làm sao không né đi mất tiền. Quá hẳn em kia, em bạn của con nhỏ Sài Gòn Phố cũng lại quay á. Nói trời các chị bán lò lắm. Vàng các chị đeo vàng quá trời luôn, ông cũng la thằng cha. Cái này là nhiêu hộp luôn đó. Giá này là 50. Tại khách hỏi đeo vàng thật hay vàng giả mà bán gọi này đeo vàng thật. Chị bán này được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thế thì phải có nhà có cửa Sài Gòn là bình thường. Không có mua Sài Gòn. Em dưới quê à. Dạ. Mẹ đẻ mình dưới bán mình đâu bao lâu nữa về vậy. Em bán 2 năm đó em về luôn. Là mình về quê mình ở hả chị? Dạ. Quê chị ở đâu nhỉ? Thành phố Cà Mau luôn chứ đâu phải ở trong quê. Dạ. Dạ. Rồi mình ở trên Đồng Nai. Dạ. À thế là mua được quá trời đất ạ.
mua Cà Mau, Đồng Nai. Dạ. Đeo vàng là chuyện bình thường rồi. Cái mâm gỏi này ngày bán cả 200 hộp, tính ra cả 10 triệu chứ gì đâu. Gần đó phải không chị? Dạ. Rồi rồi gói đu đủ nha, dạ, con có để cho con làm mắm nem luôn không? Hay nước mắm không? Nem luôn đi. Cái hỏi đi. Dạ, phải con có. Năm khách ở xa đến mua quá trời rồi cả nhà. Con mới chắc lên xe máy. Hộp 4 cuốn đúng không? Dạ, hộp 5 cuốn mà chị muốn ăn 4 thì lấy 4.
năm cuốn rồi bỏ năm cuốn luôn sao? Dạ cho nó đủ luôn cho đẹp. Dạ, đúng rồi. Sen không nè. Cái này chị ăn mắm thêm luôn được không? Được. Thịt luộc rồi đậu gồng, rau sống rồi đó con. Chắc rồi mà em ăn thì chị phải bán thêm. Gác rồi chị phải bán. Không, chị lấy ra. Tôi bán cho em một hộp, một phần 50 á. Dạ. Dạ. Làm cho em hộp 50 thôi. Có sen đu đủ luôn ha. Dạ. Thấy xe gọi chị đông khách và hấp dẫn quá cả nhà. Cô chú anh chị bạn ai có sở thích thì mình cứ đến đây mua nhé. Đây là địa chỉ tại số 10C đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Sau đây mình cũng xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều.